Từ đầu năm tới nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra 8 trường hợp sạt lở bờ sông, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022 và các năm trước. Các đợt sạt lở đã làm 119 căn nhà bị sụp, nhiều công trình bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước tính gần 10 tỷ đồng. Mới đây, tỉnh Bạc Liêu đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành có liên quan xem xét hỗ trợ cho tỉnh hơn 3.600 tỷ đồng để xây dựng hơn 16 km kè chống sạt lở và 66 km hệ thống đê sông và công trình phòng chống triều cường. Đối với các khu vực sạt lở nguy hiểm, tỉnh Bạc Liêu sẽ ưu tiên dự án đoạn kè R6, điểm đầu tại Rạch Cốc và điểm cuối tại ngã ba sông Gành Hào, huyện Đông Hải. Bên cạnh đó, còn có dự án kè hai bên bờ kênh 30 tháng 4 thuộc phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu và hai bờ kênh cạnh đền Hộ Phòng thuộc phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Đối với các khu vực sạt lở bờ sông nguy hiểm còn lại, tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét tiếp tục hỗ trợ trong những năm tiếp theo.